Lòng xe điếu như thế nào là chuẩn? Hôm nay thì mọi người sẽ cùng mình tìm hiểu nhá. Hey mọi người, hôm nay mình sẽ review lại lòng xe điếu nha. Chuyện là do mọi người tag anh Thế Vlog vô nhiều quá. Cũng nhờ như vậy mà hai anh em biết nhau và cũng có nói chuyện qua lại á. Nên là anh có gửi tặng cho mình để ăn thử lòng xe điếu bên anh. Sáng anh gửi là tối mình nhận được rồi. Tuy là anh ở Hà Nội và mình ở Hồ Chí Minh nha. Mình cũng khá là bất ngờ anh gửi cho mình rất là nhiều luôn. Không chỉ là lòng xe điếu thôi đâu, ra có thêm những cái món khác nữa. Rồi bây giờ mình sẽ review và ăn luôn cho mọi người xem nha. Thì mọi người cũng biết là trong Hồ Chí Minh thì thường chỉ ăn cháo lòng thôi. Ăn từng món riêng và chấm mắm tôm như vậy thì mình chưa ăn bao giờ nha. Trên cái mạc này có những món mà là mình không biết tên luôn. Lúc mới đầu ăn á, mình cũng sợ không hợp khẩu vị á mọi người. Do đây cũng là cái khẩu vị của người Hà Nội. Nhưng mà cảm thấy hơi bất ngờ là cái vị rất là vừa ăn. Từ cháo đến những cái món mà trên cái mạc này nè, mình cũng có rủ bạn mình ăn cùng nữa. Bạn mình cũng khen ngon luôn. Về cháo á, thì cái độ sạch vừa phải, cái mùi rất là thơm, đậm đà nè. Còn lòng xe điếu thì mềm mềm, dai dai, sực sực. Còn lòng rán á, thì mình có chiên lại rất là thơm nha. Là có mấy món là mình cũng có chần nó sôi lại rất là lâu. Lòng thì mà lòng rán thì mình chiên lại luôn. Cháo thì mình cũng hâm nóng rồi luôn. Nói chung là mình làm nóng lại hết. Thì những cái món trên đây đều hợp khẩu vị của mình. Bình thường thì mình đi ăn cháo lòng với mẹ mình á là người ta sẽ bỏ tất cả những cái loại lòng gan vô cháo luôn. Lúc ăn sẽ gấp ra và chấm với lại nước mắm ớt. Nhưng mà nói thật ra là đi ăn vậy thôi chứ thực chất là trong cái tô cháo có những cái món gì mình cũng không có biết mọi người. Đơn giản là huyết nè, lòng nè, rồi gan với phèo thôi. Còn ăn kiểu như vậy á, lần đầu tiên mình ăn nên mình cảm thấy rất là lạ. Và chấm mắm tôm nó thì mình lại thấy nó giống như ăn bún đậu mắm tôm gì đó. Mình cũng phải nói đây là cái món mới mình trải nghiệm, mình thấy khá là lạ nè. Ăn thì ngon, đặc biệt hơn là cái lòng xe điếu này giá thành rất là mắc nhưng bù lại chất lượng xứng đáng. Và mình thấy cái gì cũng vậy thôi, nó càng hiếm càng khó mua thì giá cao là chuyện bình thường mà. Và cuối clip mình cũng cảm ơn anh Thế Vlog đã gửi cho mình nguyên cái mạc này nha. Nguyên cái mạc và hai bịch cháo mình ăn 2 ngày luôn á mọi người.